võ đường và môn phái tài nội à, Cái vấn đề mà chúng ta nhìn thấy để cảm nhận rằng là lắp vế là vì các vận động viên cổ truyền thì thường thường là 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 người ta uh, khi tập thì người ta lại không có những cái buổi biểu diễn buổi thi đấu đỉnh cao. Được. Nên chính vì vậy mà người ta chỉ tập ở các hệ thống phong trào Được. và từ phong trào đấy thì trong hệ thống cổ truyền thì người ta lại khi mà muốn thi đấu đỉnh cao đấy người ta lại phải là, là chuyển sang các karate kendo để học. Được. Và chính vì thế mà các môn quốc tế người ta lại chọn được những vận động viên tốt nhất của cổ truyền để đi vào vâng. thi đấu và bằng chứng là các thầy trong của các môn kỳ lát như là môn à, taekwondo rồi karate các môn khác ấy, đều là những vận động viên đỉnh cao kể cả usu vâng. là đều là là quân của cổ truyền truyền sang cả vâng. vì đấy mà chúng ta nhìn thấy tưởng là về nhưng vâng. thực tế là sự phát triển rất là tốt vâng. tức là thường thì các cái môn thể thao mà 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 môn võ ngoại nhập khác thì cái cái nền móng chính là võ thuật cổ truyền vâng. từ cổ truyền vâng. tất cả ông vinh ạ ông uh theo ông thì quan điểm của ông khi mà tôi đưa ra cái cái khái niệm lép vế thì quan điểm của ông như thế nào? Tôi xin bổ sung thêm cái ý của anh Quang vì tôi cũng đã mấy lần dẫn đội tuyển Silat quốc gia của chúng ta đi thi đấu và là vô địch thế giới và vô địch nhà. Đông Nam Á Thì tôi có hỏi thì các em đều nói rằng là Sở dĩ mà chúng em vô địch là bởi vì chúng em rất giỏi võ cổ truyền Và chúng em tìm được những cái miếng đánh của võ thuật cổ truyền Việt Nam Để áp dụng vào những cái môn silat Và chính vì thế mà mình thường là vô địch thế giới Thì về cái láp vế này thì tôi cũng phải nhận thấy một điều Là ở đây rõ ràng có cái khuyết điểm của những người làm võ thuật cổ truyền là bởi vì chúng ta ít quan tâm tới cái việc phổ cập một cách rộng rãi để cho rất nhiều người và đặc biệt là thế hệ trẻ nó thấy yêu thích cái võ cổ truyền của mình thấy cái hay cái đẹp của võ cổ truyền để nó đi vào con đường luyện tập một cách uh, quy củ một cách bài bản có thể là cái số lượng các em học thì cũng tương đối là nhiều nhưng mà học một cách quy củ một cách uh, bài bản thì chưa được nhiều lắm như mà. là mình mong muốn mà cái điều thứ hai nữa tôi muốn nói ở đây ấy, là bởi vì trong những năm qua những người làm cái công tác ở liên đoàn võ thuật cổ truyền của việt nam của chúng ta do lý do này lý do khác cho nên là chưa có điều kiện để tổ chức những cái giải đấu mang tính chất đỉnh cao một cách thường xuyên và một cách hấp dẫn đối với lứa tuổi trẻ cho nên là chúng ta có thể nói rằng là bên cạnh cái việc các em học tập luyện tập võ một cách âm thầm lặng lẽ thì các em chưa có cái điều kiện để bộc lộ vâng. mình chính vì vậy mà trong một vài năm gần đây thì liên đoàn võ thuật cổ truyền việt nam cũng như là hội võ thuật hà nội cũng tạo nhiều cái điều kiện vâng. đặc biệt là các giải đấu để cho các em được điều, có điều kiện để thể hiện mình vâng. bằng chứng là vừa rồi thì hội võ thuật hà nội đã tổ chức cái hội diễn võ thuật cổ truyền rất là thành công vâng và sắp tới đây vào tháng 6 thì hội võ thuật hà nội sẽ đăng cai tổ chức cái giải võ thuật của truyền trẻ toàn quốc, toàn quốc tại thủ đô hà nội vào tháng sau. Ở thưa ông về mặt thực tế mà nói về phong trào thì chúng ta đã có một cái nền móng tương đối là là tốt bởi vì là khá nhiều câu lạc bộ cái này ở thủ đô hà nội đang hoạt động có hiệu quả và phải nói rằng là ở góc độ nào đó thì nó vẫn có thể thu hút được một số lượng người nhất định đến tham gia. À, tuy nhiên để có một cái hướng đi đúng đắn để định hướng ra một cái đường đi đúng đắn cho hệ thống võ thuật cổ truyền ở thủ đô Hà Nội, thì Hội võ thuật Hà Nội đã 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 có những cái giải pháp như thế nào? ạ à, kể từ nhiệm kỳ 5 của Hội võ thuật Hà Nội thì chúng tôi đã khẳng định cái con đường sắp tới của mình một là phổ biến một cách rất rộng rãi những cái hay cái đẹp của võ thuật cổ truyền Việt Nam ừ. thứ hai là phải phát triển mạnh cái mảng lưới hội viên ừ. hội viên ở đây có hội viên các võ đường các võ phái và có các hội viên cá nhân thì khi mà mình phát triển mạnh cái hội viên cái màng lưới các võ đường thì lập tức là chúng ta thu hút được cái sự quan tâm của các em đồng thời với hai cái việc ấy thì chúng tôi sẽ thường xuyên tổ chức các giải đấu tham gia các giải đấu của toàn quốc và tổ chức các giải đấu của hà nội để cho các em võ sinh nó được dịp cọ sát nó được dịp thể hiện cái hay cái đẹp của các em và thêm một điều nữa là chúng tôi cũng muốn phối hợp với ngành giáo dục đào tạo để có thể sớm đưa cái võ thuật cổ truyền vào trong cái học đường học thể chất để cho các em nó sớm nắm bắt được những cái hay cái đẹp của võ thuật cổ truyền chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này ở phần sau của chương trình thưa quý vị các bạn phải nói rằng là võ thuật thì có rất là nhiều hệ phái đặc biệt là những cái môn võ uh, lớn uh, chúng ta được biết đến môn võ penchasilas rất là nổi tiếng ở khu vực đông nam á của uh, indonesia thì môn võ này cũng đã có đến hàng trăm hàng nghìn hệ phái ở giải rác rất là nhiều hòn đảo khác nhau ở Indonesia nhưng mà cái điều quan trọng là khi mà môn này được trở thành một môn thể thao thi đấu tại ít nhất là tại SEA Games tức là tại đại hội thể thao Đông Nam Á thì người ta phải thống nhất được các hệ phái phải có một bộ luật riêng và khi bộ luật này nó phải thực sự là kín thật sự là là chuẩn thì người ta mới có thể đưa vào thi đấu thể thao bởi vì như vậy người ta mới có một cái thang điểm chuẩn có một cái parem chuẩn để người ta có thể chấm điểm vào thi đấu trong thể thao được ờ, thưa ông Quang ạ à, võ thuật cổ truyền của chúng ta thì có rất nhiều hệ phái và đã bao giờ thì những người làm chuyên môn ở Hội Võ thuật Hà Nội nghĩ đến cái việc là chúng ta sẽ thống nhất các hệ phái này trở thành một cái môn võ nào đó chúng ta nó 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 có thể là một cái môn võ nào đó mà nó nó sau này nó sẽ trở thành một môn thi đấu thể thao như là silat như là karate như là taekwondo chứ. À, đã bao giờ từng nghĩ chuyện đấy nhỉ? À, thưa anh thì có rồi chứ ạ. Tại vì uh, trên thực tế thì uh, nếu mà để tham gia một cái, cái cái gì đó mà mang tính luật ấy, thì chỉ có hà nội chúng ta bây giờ bắt đầu tham gia. Vâng. Còn trên thực tế là liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam ấy thì đã chỉ là diễn đấy đúng không? thi đấu không, đã thi đấu rồi. Vâng. và ngay tháng 6 này thì tại hà nội đây sẽ tổ chức cái giải trẻ và trong cái giải trẻ này ngoài những thi đấu quyền thuật ra những bài quy định ra, những bài tự chọn ra thì chúng ta có một mảng nữa là mảng đấu đài và cái mảng đấu đài là chúng ta có luật rồi, vâng. luật đã được phổ biến toàn bộ rồi và hiện nay hà nội sau gần 30 năm thì chúng ta bắt đầu sát nhập vào vâng. cái hệ thống này và cùng với liên đoàn võ thuật Việt Nam thì đây là một cái một cái 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 bước mở đầu để chúng ta làm và để muốn đặt lên cái 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 vị thế của một cái thành phố thủ đô là chúng ta sẽ phối hợp cùng với bảo tật cổ chỉ Việt Nam và chúng ta tổ chức và trong khi đó thì cái bộ luật rồi tất cả những cái gì thì chúng tôi đang bắt đầu phát triển và tháng 6 này vâng. thì cũng mời khán giả và mời vâng. anh vâng. đến là tham gia với chúng tôi để vâng. xem lại là chúng tôi đã có những cái gì. Vâng. Ờ, chúng tôi rất mong đạo diễn có thể cho chúng tôi một vài những hình ảnh trong trích đoạn của cái hội diễn võ thuật vừa mới diễn ra tại thủ đô hà nội mà chúng tôi đã ghi lại được hình rồi ờ, thưa ông quang để làm sao chúng ta có thể có được một cái uh, hiệu quả đích thực bởi vì ai cũng thế thôi khi người ta đến tập luyện với một môn thể thao nào đó thì người ta cũng rất mong muốn rằng là mang lại một cái hiệu quả đích thực cho họ về mặt sức khỏe về mặt tâm lý về mặt tinh thần thì hiện nay để tạo được một cái hiệu quả đích thực thì hội võ thuật Việt Nam cũng đã đã làm cái điều gì đó để làm sao các môn phái có thể mang lại hiệu quả đích thực cho những người tập. À, trên thực tế thì về tập võ ấy, thì việc đầu tiên là để khỏe mạnh và để tạo cho cái 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 mà chúng tôi muốn duy trì thật là này trong võ là cái đạo. Và cái mà chúng ta cần nhất ở trong võ là rèn luyện, nhất là các em trẻ đấy và nhìn nhận được cái đạo mà Uh, tất cả ví dụ các em đi học các môn khác thì ta nói về đạo về này thì rất là khó nhưng trong võ thì cái quy củ của võ hoặc là cái môn quy của võ đã nói lên cái điều mà chúng tôi cần phải làm còn về chuyên môn thì các em tập võ thì nó, nó, rất đa dạng trên thực tế là là võ thuật thì tôi, tôi nghĩ rằng nó, nó đa dạng vô cùng nhưng để làm một cái mục đích thì đấy là chính là liên đoàn võ thuật cổ truyền việt nam đấy thì đã có những bài quy định rồi có những cái hệ thống đấu và tới đây là chúng tôi đấu ở hệ thống đỉnh cao mà các vận động viên cổ truyền thì cũng lại được không có cái danh hiệu như là ví dụ kiện tướng thôi, Vậy. các thứ như là các môn khác thôi. Thì đây vâng. là là cái cái, cái bước tiến vâng. mới của chúng tôi và vâng. chúng tôi cũng đang bắt đầu là lần đầu tiên của Hà Nội là tháng 6 này chúng tôi vâng. bắt đầu tham gia cái chương trình này. Vâng. À, thưa ông Vinh ạ, tôi được biết rằng là một trong chủ trương rất lớn của Hội Bộ Thuật Hà Nội tức là làm sao chúng ta có thể như ông nói vừa nói tức là để mở rộng hơn nữa các đối tượng và đặc biệt là nhắm tới đối tượng là các em thanh thiếu niên. À, ông là người đã rất là thành công trong cái việc là mở rộng bóng đá đến các đối tượng nhi đồng thiếu niên và cái kinh nghiệm làm bóng đá đối với các em nhỏ nó được áp dụng như thế nào đối với cái việc mà chúng ta mở rộng hơn nữa cái đối tượng luyện tập võ thuật cổ truyền và có một điều mà tôi cũng muốn tranh thủ hỏi ông là thế này bởi vì là rất là nhiều những cái đối tượng học phụ huynh học sinh họ rất là ngại ngùng họ rất muốn con học võ để nâng cao về trí và về về lực nữa thế nhưng mà họ rất ngại là khi mà nếu học võ thì các em mới học mà học được vài ba miếng võ rồi rất là hay hung mang gây gổ với bạn bè và đó là một cái điều e ngại mà tôi nghĩ rằng cái tâm lý đó là có và và chúng ta